Trong chân không có chân sắc, trong chân sắc có chân không, tức là tại sắc pháp cũng có bổn thể của chân không, và tại pháp không cũng là sắc. Như núi là sắc pháp, trừ vị san bằng thì thành không. Trước lúc san bằng núi thì có không chăng, cũng tại chỗ đó. Khi có không rồi thì sắc còn hay mất, sắc cũng còn nơi đó. Hãy xem coi chỗ nào là không, sắc cũng tại nơi đó. Không cùng sắc là một như băng với nước, sao không biến thành sắc? Như trời lạnh thì nước biến thành đá, sao sắc biến thành không? Trời nóng khiến nước đá tan thành không. Lại có thể nói rằng trong không trung nhiều hạt bụi hợp lại thành một sắc tướng, nhân duyên tán thì biến thành không. Thế nên không cũng là sắc, sắc cũng là không. Bảo rằng hạt bụi đó không thể chuyển hóa cũng là một ví dụ, lại không bảo hạt bụi là nước đá được. Sợ chư vị chưa hiểu rõ nên lấy ví dụ nước đá và nước lòng. Chư vị đừng hiểu lầm là hạt bụi và không biến thành nước và nước đá. Chư vị hãy suy nghĩ, giống như đầu đặt lên đầu lại biến thành chấp trước, gốc vốn không chấp trước. Tôi không có phương cách khiến chư vị hiểu rõ đạo lý sắc không chẳng khác. Từ từ thì chư vị sẽ tham ngộ đạo lý này, hoặc sẽ minh bạch rõ ràng. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịch, bất tăng bất giảm. Thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Xá lợi tử, các pháp đều không tướng, không sanh không diệt, không cấu không tịch, không tăng không giảm. Thọ tưởng hành thức như không sắc, tái hồ xá lợi như đế thính. Thị trừ pháp không tướng, vô tánh, bất sanh bất diệt, tịch nhiên thông, bất cấu bất tịch, ly nhiễm ô, bất tăng bất giảm, ngộ huyễn trung, thâm nhiên tịch cực, siêu tạo hóa, đốn giác ngã pháp, bổn viên dung. Dịch: thọ tưởng hành thức như không sắc, lại nữa xá lợi, nên lắng nghe kỹ. Các pháp đều không tướng vô tánh, không sanh không diệt, thông tịch nhiên, không nhơ không sạch, xa nhiễm ô, không tăng không giảm, ngộ trong huyền, thâm sâu cực tĩnh, vượt tạo hóa, đốn giác ngã pháp, vốn viên dung. Bên trên giảng sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc này có nhiều loại sắc pháp, nhưng tổng quát không ngoài ba loại, tức là khả đối khả kiến sắc, khả đối bất khả kiến sắc, bất khả bất đối kiến sắc. Sao gọi là khả đối khả kiến sắc? Khả đối tức là có thể đối mặt, khả kiến tức là có thể thấy. Khả đối bất khả kiến sắc là có thể đối đãi nhưng không thể nhìn thấy. Lại bất khả đối bất khả kiến sắc là chư vị có đối đãi cũng không có đối đãi, thấy cũng không thể thấy sắc. Loại sắc này xuất phát từ đâu? Do phân biệt từ cảnh giới sáu trần như hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc chạm, pháp. Sao gọi là khả đối khả kiến sắc? Thí như nhân ngã tha, chúng sanh, núi non, sông hồ, đất đai, vạn tượng bao la đều có hình sắc, có sắc tướng, có hình chất nên có thể thấy. Do đó đều gọi là khả kiến khả đối sắc. Có thể thấy, sắc có thể đối đãi, tức trung quy nơi sắc pháp. Lại nữa, trung quy nơi sắc pháp mà khả đối bất khả kiến, sắc có thể đối đãi mà không thể thấy. Đối là có thể đối đãi, nhưng chư vị không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe thôi. Tại sao? Này nói về âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm. Đối với thanh trần, tức âm thanh mà chư vị có thể nghe, âm thanh hoặc hay hoặc dở, chư vị có thể đối trước với nó mà sanh tâm thức phân biệt, nhưng không thể thấy được âm thanh. Hãy nói âm thanh là sắc gì? Là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Nó không có hình sắc. Âm thanh này hình dáng ra sao? Hình tròn, hình tam giác, hình dài. Chư vị không thể biết, không thể thấy, không thể thấy được thể tướng của thanh trần, nên gọi là khả đối bất khả kiến sắc. Có thể đối trước nhưng không thể thấy âm thanh này, trung quy nơi sắc trần, nơi năm ấm. Sắc thọ tưởng hành thức trung quy về sắc. Mũi ngửi mùi hương, đó là hương trần, chư vị có thể bám chấp vào. Tuy ngửi biết là hương mà không thể thấy được tướng mạo. Hương là gì? Tức là hương vị hay hương trần. Ngửi thì cảm giác được nhưng không thể thấy. Vậy nó có hay không? Tuy không thấy nhưng nó thực có, vì dùng mũi người thấy được.
Vị tức là mùi vị ngon bổ, chúng là gì? Chi vị có thấy được không? Cũng không thể thấy được, nhưng dùng lưỡi nếm thì cảm giác được. Đầu lưỡi biết mùi vị ngon dở, đắng cay, mặn, ngọt, chua. Năm mùi vị này có hình sắc không? Chúng ra như thế nào? Chư vị không thể thấy được. Xúc thân thể nhờ mặc y phục nên được ấm áp, trơn trụi. Khi giờ vào da thì tự nhiên cảm giác được an lạc, thích thú. Xúc trần này như thế nào? Không thể thấy được. Nên gọi là có thể cảm nhận mà không thể thấy được sắc trần. Nơi năm trần sắc thanh hương vị xúc pháp, hoặc đã có trải qua hay chưa trải qua, nơi ý thức đã từng gieo ảnh tử. Ví như khi thấy hình sắc thì ý thức liền biết, à, tôi thấy màu đỏ, lại thấy màu vàng, màu xanh lá cây. Những màu sắc này khi vừa thấy qua, nhưng ảnh tử hình ảnh vẫn còn nằm trong ý thức. Ảnh tử này chư vị nói có hay không? Nhớ lại những cảnh trong thời quá khứ, vậy ảnh tử có thật không? Những cảnh giới này gọi là ảnh tử hình ảnh của năm trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần cũng là như thế. Tuy đã xảy ra trong đời quá khứ, nhưng trong ý thức vẫn còn lưu lại ảnh tử hình ảnh. Đó là pháp trần, cũng là sắc không thể nhận diện, không thể thấy được, không thể nhận diện. Nghĩa là chư vị đã gặp trong thời quá khứ, nay không còn nữa, lại không thể thấy. Vậy chư vị nói nó không có à? Giống như khi khắc xong bản gỗ thì nó còn tồn tại mãi mãi, nhưng chư vị không có cách gì để thấy, để nghe, để tìm kiếm tướng mạo chân chánh được cả. Vì vậy gọi là ảnh tử hình ảnh của năm trần lạc vào ý thức thứ sáu. Nên nói là sắc không thể đối nhận, không thể thấy. Sắc là như thế, còn thọ tưởng hành thức cũng giống vậy. Tưởng không khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Thọ không khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành tức là không, không tức là hành. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức tức là không, không tức là thức. Vì vậy bảo rằng diệp phục như thị cũng đều như thế, tức là cũng giống như sắc và không. Do đó thọ tưởng hành thức cũng đồng dạng. Thọ tưởng hành thức như không sắc. Thọ tưởng hành thức đã được giảng qua nhiều lần rồi, chúng là gì, từ đâu đến, rồi đi về đâu, chúng ta phải biết bản thể của thọ tưởng hành thức, hiểu rõ tác dụng của chúng, rồi mới hàng phục chúng. Nay tôi sẽ dùng đạo lý thô thiển đơn sơ để giảng về chúng. Sao gọi là sắc? Đó là sắc thân của chúng ta, chung quy là sắc pháp, nên gọi là sắc thân. Tuy sắc thân này có hình tướng, nhưng nếu nghiên cứu thấu đáo, thì bản thể của nó vẫn là không. Tại sao nói như thế? Tôi đã giảng qua nhiều lần ở phần trước rồi, thân thể này do bốn đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành một công ty hữu hạn. Đất là duyên cứng rắn, nước là duyên ẩm ướt, gió là duyên diêu động, lửa là duyên nóng. Do bốn đại này hợp duyên lại thành thân thể có hình sắc. Khi nhân duyên bốn đại này phân khai, ly tán thì đại nào trở về đại đó, nhưng chung cuộc đều là không. Do thế bảo rằng sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chẳng khác không tức là chân không, không chẳng khác sắc tức là diệu hữu. Chân không cũng là diệu hữu, diệu hữu cũng là chân không. Không thể bỏ chân không hướng ngoại tìm cầu diệu hữu, cũng không thể bỏ diệu hữu mà xuất hiện chân không. Đó là từ khi trời đất chưa khai mở, trước khi được cha mẹ sanh ra, là bản lai diện mục mà mình đồng với chư Phật không khác. Do bốn đại hòa hợp mà thành sắc thân, có hình sắc, có thể thấy, hưởng thọ sung sướng, có ba loại thọ, cũng là ba loại khổ. Chúng là gì? Tức là khổ thọ, lạc thọ và không khổ, không lạc thọ. Chư vị có sợ khổ không? Càng sợ khổ trường nào thì càng có nhiều khổ trường đó. Sao tôi bảo chớ nên sợ khổ, khổ ít hay nhiều? Chư vị đừng có sợ khổ. Tuy khổ không nhiều, nhưng khổ vốn không có thật. Nếu sợ khổ bao nhiêu thì bị cảm khổ bấy nhiêu. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Chúng ta phải cảm giác mình là người khổ nhất trần gian. Tất cả sự việc đều cảm thấy khổ. Tôi có một đệ tử, hắn cảm giác mọi việc đều khổ. Nói năng cũng khổ, muốn ăn này nọ cũng khổ. Nhưng làm việc sinh sống thì không khổ, vui vẻ làm việc.
Tuy nhiên, Trần gian rất ít công việc an nhàn. Công việc an nhàn cũng là quả khổ, thọ lạc, tức thọ vui thú, hưởng thọ, thích có xe hơi. Nhưng sau khi mua xe rồi thì lại muốn mua máy bay, có máy bay rồi thì lại muốn mua thêm tàu để chạy ra biển du ngoạn. Có tàu rồi lại muốn ngồi trên phi thuyền hỏa tốc để du hành lên cung trăng. Chư vị nói thử coi, những vọng tưởng này có bao giờ ngừng đâu. Tuy hưởng thọ, hưởng thú vui, nhưng càng đầy đủ chừng nào thì tâm lại càng muốn nhiều thêm. Đến được cung trăng nhưng kết quả không hợp thủy thổ liền sanh bệnh. Trên cung trăng không có bác sĩ.